Đây là con cua sống nha các bạn, đây là muối ớt. Mời các bạn ăn nha, cua sống nè, chấm muối ớt. Mình ăn sống luôn. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube của Truyện 93 Vlog. Rất vui khi gặp các bạn ở trên kênh YouTube của mình. Một ngày mới, mình xin chúc tất cả các bạn và các cô chú anh chị thật mạnh khỏe nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video. Hôm bữa thì mình có đăng video về sinh tồn lang thang ở trong rừng. Thì có những bạn rep mình bảo mình làm phần 2 sinh tồn lang thang ở trong rừng. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video, mình sẽ thực hành một cái video đi sinh tồn một mình ở trong rừng, thử thách 12 giờ sinh tồn ở trong rừng để xem như thế nào nha. Thì mời các bạn cùng theo dõi đến hết video để xem như thế nào nha các bạn. Thì ở đằng sau của mình là một cái suối nha. Bây giờ mình phải đi qua suối này mới được đi vào rừng nha. Rừng ở đây thì rất là rộng luôn nha các bạn. Ở đây rừng này thì cũng khá là rộng ha. Thì bây giờ mình với các bạn đi vào rừng thử thách sinh tồn. Rồi nếu có lang này kia thì mình sẽ hái lang đem về, với lại mình sẽ kiếm cái thức ăn gì đó để mình sẽ ăn cho tất cả mọi người ở đây nha. Nãy thì mình ở bên kia suối nhé các bạn, bây giờ thì tới đây rồi. Đây là cái suối Đắc Mô thôi nha, không phải là sông Đồng Nai nha. Bây giờ thì mình đã tới trong rừng rồi. Thì hôm nay chủ đề của mình là thử thách 12 giờ sinh tồn lang thang ở trong rừng. Rừng này khá là rộng luôn nha. Nếu mà video này được 100 like thì mình đợt sau mình sẽ làm về 24 giờ sinh tồn luôn, để thử thách 24 giờ sinh tồn ở trong rừng sau này luôn các bạn. Ở đây thì rất là nhiều măng luôn các bạn. Này, măng rừng nè, khá là nhiều luôn nha. Bữa đây mà mình đem bao này các bạn. Đây, đem bao này mình chặt đem về, mình có đồ ăn buổi chiều ha. Bữa rất là nhiều luôn các bạn. Bên đây nè, ở đây thì măng này là măng lồ ô nhé các bạn. Đây nè, khá là nhiều luôn măng nè. Thì trước tiên thì mình xin quý cô chú anh chị và các bạn like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp mình nha, để mình có động lực để sau này mình sẽ thực hành những video, mình sẽ làm cố gắng làm hay hơn và mình sẽ làm cho thật đẹp để cho cả nhà mình cùng xem, để cả nhà mình cũng trải nghiệm ở trong rừng có những gì đó thú vị ha. Thì ở đây thì toàn là măng không nha. Hồi nãy thì mình quên đem cái bao các bạn. Đây thì mình lại phát hiện măng rất là đẹp luôn các bạn, rất là dễ thương luôn ha. Đây nè, ở đây cũng vậy nè, rất là nhiều luôn. Ở đây nãy mà mình đem cái bao thì mình chặt đem về làm đồ ăn rất là đã luôn ha. Hôm nay thì mình đi vừa đi kiếm lang, với lại mình vừa đi kiếm ong khoái nha các bạn. Nếu mà có thì để đợt sau mình đi làm nha. Chứ mình thì cũng không có rành về leo cây này kia, thì mình cũng không có rành mấy ha. Bây giờ thì mình cũng vừa đi kiếm thức ăn luôn nha các bạn, để mình ăn ngày hôm nay. Bởi vì hồi nãy mình đi mình không có đem cái gì ăn luôn, mình chỉ đem mỗi hột quẹt này kia, muối bột ngọt thôi. Ở đây thì mình vừa mới phát hiện ở đây có một cây sổ nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hái nó một mớ để mà mình ăn nha. Để chút nữa mình ăn nhé các bạn. Đây, rất là nhiều luôn nha. Đây, bên kia khá là nhiều luôn, trên cao các bạn. Giờ mình sẽ hái một ít nha. Đây thì mình vừa mới hái cái sổ một mớ này các bạn. Khá là nhiều luôn nha. Để chút nữa mình sẽ ăn chấm muối ớt nha các bạn. Đây, khá là ngon ha. Nãy giờ thì mình đi vào trong rừng cũng khá là sâu nha các bạn, thì chưa tìm được cái gì ăn luôn các bạn. Hồi nãy thì mình
thử kiếm cái hang cua ở đây, nhưng mà không có thấy luôn các bạn, không có hang cua gì luôn. Thấy mấy con cá chèo đồi nhưng mà mình bắt không được. Ở đây thì có cái rau rừng đây các bạn. Đây, rau rừng này, rau này có thể ăn được nha. Rau này nó mọc ở cái khe suối như vậy thôi, còn trên bờ thì không có nha. Đây nè, rau này thì mình có thể thục bằng ống rất là ngon luôn. Cái chút nữa chừng nào mà mình đói rồi mình sẽ hái cái rau này nè, mình sẽ làm món ăn nha. Tại vì bây giờ thì mình cũng chưa đói mấy. Bây giờ cũng gần trưa rồi các bạn. Đi nãy giờ khá là mệt luôn, chưa tìm được cái gì để ăn luôn các bạn. Cái đường mà mình đang đi nè các bạn, ở trong rừng mà mình đang đi nè, chỗ này không bao giờ có đường chính luôn nha, mình chỉ có đi bản bả thôi, mình đi tới đầu tới thôi. Ở đây mà bị lạc chắc biết làm sao luôn. Đây, rừng này khá là rộng luôn các bạn, đây không có đường chính luôn nha, chỗ nào cũng mấy cây lộ mà lâu năm nó bị mục thối rồi nó bị ngã dưới á, đi khá là khó luôn nha. Phát hiện ở đây một bụi lan nha, nhưng mà lan này nó không có giá trị nha các bạn, người ta không có mua lan này nha, mình tìm mấy cái lan mà người ta mua nha. Nếu mà có thì mình chút nữa mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nha. Đi một đoạn thì mình phát hiện nha, ở đây một cái bụi lan thủy tiên nha các bạn, bụi nhỏ thôi nha, nhưng mà nó rất là đẹp luôn nha. Bây giờ mình sẽ leo cây này để mà mình sẽ hái xuống nha các bạn. Nãy mình thấy từ dưới là các bạn đúng một bụi này thôi. Đây nè, nãy mình thấy đúng một bụi này nè, nhưng mà mình leo lên trên cao á thì mình tiếp tục lại thấy một bụi to luôn các bạn. Đây nè, thấy một bụi to luôn, khá là đẹp luôn, mấy nhánh luôn ha, hên quá, bữa nay mình rất là hên luôn. Đây nè, với lại mình định xuống thì mình lại tiếp tục thấy một bụi nữa nè, tất cả là ba bụi luôn các bạn. Ba bụi luôn nha. Đây một bụi nè, giờ mình quay kỹ luôn nha. Đây các bạn, đây là bụi đầu tiên nè, bụi đầu tiên mình thấy nè, đây là bụi thứ hai nè, nhìn rẻ nó các bạn, khá là đẹp luôn. Này mà về mà chăm rất là đẹp luôn ha, mình bỏ phân nữa. Đây là đây bụi cuối cùng nè, bụi thứ ba nhìn rất là tốt luôn ha. Ui, hồi nãy mình tưởng là một bụi chứ, mình leo lên trên đây, nhưng cây này nó thấp thôi nha. Cây này khoảng 5-6 mét thôi, cây nhỏ nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi kiếm tiếp nha. Giờ thì trời khá là mù luôn các bạn, khá là mù luôn. Trời thì đang chuyển mưa ha, ở đây mà mưa cũng khá là khó ha. Nãy giờ thì tìm đúng ba bụi các bạn, đi đoạn nữa chưa được bụi nào. Ở đây toàn lan không có giá trị, không lan không có giá trị thì rất là nhiều luôn. Cái dòng này thì người ta ít sưu tầm nha các bạn, còn cái dòng thủy tiên thì khá là nhiều người sưu tầm ha. Mày tiếp tục gặp cái trái sổ các bạn, mình vừa mới hái xong, mời các bạn ăn miếng nha, chờ đợi khát nước nha, mình ăn cái này cũng đợi khát nước nha các bạn, tại vì ở trong này nó cũng có cái vị ngọt ngọt nè, nó vừa có nước luôn ở trong đây nha, có nước một chút xíu nha. Nè bạn, đó, nó có nước luôn, đó.
mình ăn thì nó đỡ khát nước thôi. À đây thì mình vừa mới phát hiện một cái bụi lan cũng khá là to các bạn. Đây là lan, cũng là lan Thủy Tiên nha. Đây, nhưng mà cây này nó khá to ha, nhưng mà nó hơi cao nhé các bạn. Cây này leo lên kia khoảng 10 đến 12 mét, 13 mét các bạn. Nhưng mà cây này hơi to, tại vì ở đây mưa nhiều các bạn. Bị rong rêu nó bám lên cái cây này, trơn lắm, cho nên mình leo nguy hiểm ha. Cao quá thì mình để được, sau mình sẽ tới mùa nắng rồi mình sẽ lấy ha. Đây, khá là đẹp luôn nha. Mình định là đi kiếm cái nước suối nhỏ để mà uống các bạn. Thì trời đang mưa. Bây giờ thì mình đang núp vào trong cái áo mưa ha. May mắn thì hồi nãy mình có đem một cái áo mưa như vậy ha. Không là mình ướt hết cái điện thoại luôn. Ở đây ở trong rừng sâu như vậy các bạn. Khá là nhiều muỗi luôn nè, các bạn thấy muỗi bay không? Rất là nhiều muỗi luôn ha. Bây giờ thì mình rất là khát nước rồi các bạn. Đi ra ngoài cái áo mưa này thì sợ bị ướt cái điện thoại thôi các bạn. Còn mình ướt thì không sao. Đây. Mưa khá là lớn luôn. Thì mưa cũng đã tạnh rồi các bạn. Bây giờ thì mình cũng đi kiếm được cái khe suối ha. Nãy thì mình ngồi túc ở trên kia luôn. Bây giờ đi xuống chỗ cái khe suối, nhưng mà phía trên đây thì lại không có nước nữa các bạn. Giờ đang khát nước chịu không nổi luôn rồi. Nãy nước mưa thì mình không có ra ngoài được, tại sợ ướt cái điện thoại. Bây giờ thì mình phải đi cố gắng đi xuống cái chỗ này nè. Tại vì đi chỗ này các bạn khá là rậm luôn. Hai bên nè. Khá là rộng. Bây giờ mình phải xuống chỗ này nè. Xuống dưới kia mới có nước. Hồi nãy mình thấy một cái hụt nước ở dưới kia. Bây giờ mình sẽ cố gắng xuống ở đây. Kiếm miếng nước uống nha. Uống chỗ này cũng không hề đơn giản nha các bạn. Cũng khá là nguy hiểm nha. Đây mình té một phát thì rất là nguy hiểm luôn. Đây các bạn thấy không? Rất là cao luôn cái thác này nè. Đi bên này thì nó rậm, quá rậm luôn. Bên này cũng vậy. Nên hồi nãy mình cố gắng đi từ từ chỗ này. Đây thì mình đã tới cái chỗ cái hụt nước rồi nè. Kiếm cái hụt nào đẹp để mình uống nha. Thì mình cũng đã uống rồi các bạn. Mình vừa mới phát hiện cua. Hiện ở đây là một con tiếp. Con cua này nó nhanh lắm các bạn. Nhanh lắm. Rất là nhanh luôn á. Đây. Đây một con nữa nha. Ở đây một con nữa.
suối này khá là nhiều cua, nhưng mà nó không có to đấy, cua nhỏ. Đây là được 5 con rồi. Thì mình đi từ trên kia cũng đã xuống dưới đây rồi các bạn. Hồi nãy thì mình bắt được vài con cua rồi ha. Thì mình định là nấu ở đây luôn để ăn hôm nay với thuộc với lá hồi nãy. Nhưng mà bây giờ củi khá là ướt nhẹp luôn các bạn. Thì chắc có lẽ mình sẽ ăn sống con cua này luôn nha. Đây là con cua sống nha các bạn. Đây là muối ớt. Mời các bạn ăn nha. Cua sống nè. Chấm muối ớt. Mình ăn sống luôn. Còn sống luôn các bạn nha. Trong bọc mình này thì còn khoảng 4 con. Khoảng 4 con nha các bạn. Đây mình bắt được 6 con nha. Tội lắm rồi các bạn. Mời các bạn một lần nữa nha. Mình cũng khá là đói rồi. Hồi nãy thì mình đi mình không có đem cái gì để ăn luôn. Tại vì mình đã giới thiệu với các bạn là mình sẽ đã nói về sinh tồn là mình sẽ không có đem cái gì ăn hết các bạn. Chỉ đem mỗi con dao, hột quẹt. Nhưng mà mình không có làm lửa được nha. Tại vì hồi nãy mới mưa lớn các bạn. Củi ướt nhẹp hết luôn. Bây giờ cũng đang âm u chuyện mưa tiếp rồi. Mình cũng tranh thủ về thôi. Thì trong công đoạn mà hồi nãy mình quay ở trên đây á, thì cái loa, cái điện thoại của mình bị nước nó vô các bạn. Mình nói chuyện không có nghe tiếng luôn ha. Thì các bạn thông cảm cho mình nha. Tại vì mình không có biết nha. Hồi nãy mình chỉ biết quay thôi. Mình quay xong rồi mình một hồi mình mới nghe thử. Nghe thử xong rồi không có nghe tiếng gì luôn. Lúc nghe lúc không nó bị rè luôn các bạn. Thì cái clip của mình bữa nay cũng một chuyến đi ở trong rừng sâu. Cũng khá là một phần mệt. Nhưng mà một phần thì mình kiếm được một ít lan này nha. Một phần thì mình kiếm được ít lan này để mình về mình chắc mình bán thôi các bạn. Tại vì mùa này mùa mưa này mình kiếm tiền cũng khá là khó ha. Chắc mình về để mình bán thôi. Mình bán để mua sữa cho con thôi các bạn. Với lại mình nếu mà dư một ít thì để mình đổ xăng này kia mình đi qua lại. Thì clip của mình bữa nay cũng dài rồi. Chắc có lẽ mình cũng xin tạm dừng clip của mình tại đây. Nếu các bạn yêu mến mình thì hãy cho mình xin một like và một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Để sau này mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm ra video hay hơn. Nếu mà video này được 100 like thì mình sẽ sau này mình sẽ làm thử thách 24 giờ sinh tồn luôn. Rồi để cho cả nhà mình cũng xem. Nếu mà mình sẽ làm chuyến sau này mình sẽ làm ở dưới sông nha, ở dưới bờ sông nha các bạn. Tại vì dưới bờ sông thì khung cảnh này kia thì nó đẹp hơn. Ở trong đây thì mình đi kiếm lan hồi nãy ở trong rừng thì cũng không có đẹp mấy ha. Cảnh này kia thì mình quay về cuộc sống của mình thôi.
Thì bây giờ mình chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.